Hôm nay cô và các em cùng học tiết luyện từ và câu lớp 5 với bài luyện tập về quan hệ từ trang 131. Qua bài luyện từ và câu luyện tập về quan hệ từ ngày hôm nay thì sẽ giúp cho các em nhận biết các cặp quan hệ từ trang câu và tác dụng của chúng, và sẽ giúp cho các em luyện tập sử dụng các cặp quan hệ từ. Chúng ta đi vào bài tập 1, tìm các cặp quan hệ từ trang những câu sau. A. Nhờ phục hồi rừng ngập mặn mà ở nhiều địa phương môi trường đã có những thay đổi rất nhanh chóng. B. Lượng cua con trong vùng rừng ngập mặn phát triển, cung cấp đủ giống không những cho hàng nghìn đầm cua ở địa phương mà còn cho hàng trăm đầm cua ở các vùng lân cận. Như vậy, ở bài tập số 1 này, các em sẽ tìm cho cô các cặp quan hệ từ trong câu A và trong câu B. Giờ các em sẽ đọc lại và tìm trong câu A cặp quan hệ từ nào. Nhờ phục hồi rừng ngập mặn mà ở nhiều địa phương môi trường đã có những thay đổi rất nhanh chóng. À, cặp quan hệ từ trong câu A đó chính là nhờ chấm chấm mà. Trong câu B, chúng ta đọc câu B và tìm thử cặp quan hệ từ trong câu B là đâu. Lượng cua con trong vùng rừng ngập mặn phát triển, cung cấp đủ giống không những cho hàng nghìn đầm cua ở địa phương mà còn cho hàng trăm đầm cua ở các vùng lân cận. À, như vậy trong câu B thì chúng ta có cặp quan hệ từ đó là không những mà còn. Như vậy cặp quan hệ từ nhờ chấm 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 mà chấm chấm trong câu A là biểu thị mối quan hệ, đó là nguyên nhân kết quả. Còn cặp quan hệ từ trong câu B đó là không những chấm 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 mà còn chấm chấm, đó là biểu thị quan hệ tăng tiến. Bài số 2 yêu cầu các em đó là hãy chuyển mỗi cặp câu trong đoạn A hoặc đoạn B dưới đây thành một câu sử dụng có cặp quan hệ từ vì nên hoặc chẳng những mà. A. Mấy năm qua chúng ta đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để người dân thấy rõ vai trò của rừng ngập mặn đối với việc bảo vệ đê điều. Vì thế ở ven biển các tỉnh như Cà Mau, Bạc Liêu, Nghệ An, Thái Bình, Quảng Ninh đều có phân trù trồng rừng ngập mặn. B. Ở ven biển các tỉnh như Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Quảng Ninh đều có phân trù trồng rừng ngập mặn. Rừng ngập mặn còn được trồng ở các đổ mới bồi ngoài biển như Cồn Vành, Cồn Đan, Thế Bình, Cồn Ngọn, Cồn Lu, Cồn Mờ ở Nam Định. Như vậy trang bài tập số 2 này yêu cầu các em đó là mỗi đoạn văn trang câu A và câu B đều gồm hai câu, và các em có nhiệm vụ là chuyển hai câu đó thành một câu và bàn cách là lựa chọn cặp quan hệ từ thích hợp, đó là vì nên hoặc là chẳng những mà, để nối chúng lại với nhau. Các em hãy dừng video trong ít phút suy nghĩ và tự mình làm bài vào vở nhé, rồi sau đó đối chiếu với kết quả của cô xem thử bạn nào đã hoàn thành tốt bài làm của mình nhé. À, như vậy câu A cô sẽ chuyển như sau là mấy năm qua vì chúng ta đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để người dân thấy rõ vai trò của rừng ngập mặn đối với việc bảo vệ đê điều nên các tỉnh như Cà Mau, Bạc Liêu, Nghệ An, Thái Bình, Quảng Ninh đều có phân trù trồng rừng ngập mặn. Đây là câu sau khi cô chuyển ở đoạn A cô đã sử dụng cặp từ quan hệ là vì nên. Và đoạn văn B thì cô đã sử dụng cặp quan hệ từ chẳng những mà. Cô nối hai câu lại với nhau thành một câu như sau. Chẳng những ở ven biển các tỉnh như Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Quảng Ninh đều có phân trù trồng rừng ngập mặn, mà rừng ngập mặn còn được trồng ở các đổ mới bồi ngoài biển như Cồn Vành, Cồn Đan, Thái Bình, Cồn Ngọn, Cồn Lu, Cồn Mờ ở Nam Định. À, đây là cái câu mà sau khi cô đã dùng cặp từ quan hệ chẳng những mà, cô nối hai câu thành một câu. Bài tập số 3 yêu cầu các em như sau. Hai đoạn văn sau có gì khác nhau, đoạn văn nào hay hơn, vì sao?
À, bây giờ chúng ta sẽ đặt hai đoạn văn sau là đoạn văn A và đoạn văn B nhé. Và xem thử có gì khác nhau và đoạn văn nào hay hơn và vì sao. Đoạn văn A: Hôm sau, hai chú cháu ra đầm, một vài con la ngập lạng trước mũi thuyền, nhìn ra phía trước chợt thấy bài vịt đang đùa giỡn. Ồ, có cả vịt nâu, vịt đầu đỏ, vịt lưỡi liềm và cả con vịt vòn cực hiếm. Tâm bất ngờ rút khẩu súng ra định bán, me giật mình khiếp hễ. Cô bé bỗng thấy Tâm trở thành mối tai họa cho bầy chim. Chẳng kịp con Tâm, cô bé đứng hẳn lên thuyền xuôi ta và hô to: Úi, này, bay đi, bay đi. Theo Vũ Lê Mai. Và đoạn văn B: Hôm sau, hai chú cháu ra đầm, một vài con la ngụp lạng trước mũi thuyền, nhìn ra phía trước chợt thấy bài vịt đang đùa giỡn. Ồ, có cả vịt nâu, vịt đầu đỏ, vịt lưỡi liềm và cả con vịt vòn cực hiếm. Tâm bất ngờ rút khẩu súng ra định bán, vì vậy me giật mình khiếp hễ. Cũng vì vậy cô bé bỗng thấy Tâm trở thành mối tai họa cho bầy chim. Vì chẳng kịp con Tâm nên cô bé đứng hẳn lên thuyền xua tay và hô to: Úi, này, bay đi, bay đi. Như vậy, trong đề bài tập số 3 này yêu cầu các em thực hiện 3 nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là phát hiện ra điểm khác nhau giữa hai đoạn văn nói về cùng một nội dung. Và nhiệm vụ tiếp thứ hai đó là chỉ ra trong hai đoạn văn đã cho thì đoạn văn nào hay hơn. Và nhiệm vụ thứ ba là em phải giải thích lý do sự đánh giá của mình. Em sẽ thực hiện lần lượt từng nhiệm vụ. Trước hết là em phải đặt kỹ hai đoạn văn để phát hiện ra sự khác nhau giữa chúng. Các em hãy dừng video trong ít phút để tự mình làm bài. Và sau đó các em mở video lên và đối chiếu bài làm của mình với kết quả của cô xem thử bạn nào hoàn thành tốt bài tập này nhé. Đáp án của cô đó là: so với đoạn A thì đoạn B có thêm một số quan hệ từ và cặp quan hệ từ. Câu số 6 của đoạn văn B thì chúng ta thấy là có cái quan hệ từ đó là vì vậy. Câu số 7 là có cái quan hệ từ đó là cũng vì vậy. Và câu số 8 có cặp quan hệ từ đó là vì. Có cặp quan hệ từ là vì này. Vì nay. Như vậy đó là khác nhau giữa đoạn văn của đoạn văn B so với đoạn văn A. Đó là đoạn văn B thì có thêm một số quan hệ từ và cặp quan hệ từ. Chúng ta sẽ xem thử đoạn văn nào hay hơn, vì sao. Đoạn văn A thì chúng ta thấy sẽ hay hơn đoạn văn B vì có quan hệ từ và cặp quan hệ từ thêm vào. Có câu thứ 6, thứ 7, thứ 8 ở đoạn văn B thì làm cho câu văn nó nặng nề hơn, nên nó không hay bằng đoạn văn A. Như vậy, khi sử dụng quan hệ từ, các em cần chú ý đó là cần sử dụng các quan hệ từ đúng lúc, đúng chỗ. Vì việc sử dụng quan hệ từ không đúng lúc, đúng chỗ, các quan hệ từ và cặp quan hệ từ thì sẽ gây ra cái tác dụng ngược lại, giống như là đoạn B của bài tập số 3 này. Như vậy là cô và các em cũng đã hoàn thành xong bài tập số 3. Hoàn thành xong tiết học luyện từ và cao của ngày hôm nay, đó là luyện tập về quan hệ từ. Các em về nhà xem lại nội dung các bài tập các em đã giải trong ngày hôm nay để các sau thêm kiến thức của bài học ngày hôm nay nhé. Cô chúc các em luôn học tập thật tốt. Các em xem video thì bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cô. Cô tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các em.